Cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Hoa Kiển Trúc Ly nha. Hôm nay là lô tối ngày 15 tháng 5 năm 2023 nha cô chú anh chị. Vườn con lên lô 10 cây sứ ghép. Hôm nay là con bán lẻ từng cây cho cô chú anh chị mình lựa chọn luôn. Giá là chỉ từ 35.000 cho đến 70.000 thôi. Giá là bao ship nha cô chú anh chị. Nhưng mà đơn một qua đơn 150 trở lên con mới ship nha. Đơn trên 150.000 thì khách cứ chọn cây cộng dồn lại là trên 150 thì con mới ship đi nha. Tại vì giá bao ship mà ít quá thì nó tốn công đóng dữ lắm. Số điện thoại đặt hàng của vườn con là 0358 899 853. Số này con có Zalo luôn. Nhưng mà sứ này là con hết lựa rồi nha, con không có lựa được nha. Tại vì con đang thanh dọn vườn á, để con chuẩn bị con ghép đợt mới á. Cho nên là con lấy lộn xộn ra con quay nha. Đủ màu, nhiều màu luôn nha chú anh chị. Mã số 1 này là Vân Quế 11. Số 1 này là 60.000 nha. Cây sứ nha mà 60.000 mà bao ship luôn, quá rẻ luôn á. Tại vì con đang thanh lý vườn cho nên có giá rất là mềm cho cô chú anh chị mình luôn. Cây này bị rớt con bo nha. Bo dài như thế này. Khách mà cứ cần sứ nguyên liệu để ghép á, thì con có luôn nha. Là 10 cây 200 ngàn. Có loại 10 cây 250 nó củ to hơn nha. Cây số 2. Cây số 2 là cây xương phúc. Xương phúc là qua màu... xương phúc là qua màu đỏ cánh kép nha cô chú anh chị. Màu đỏ nhung á. Đây là cái gốc nha. Số 2, mã số 2 xương phúc 60.000. Đây là cây mã số 2. Cây mã số 3. Mã số 3 này là cây Vân Quế 13. Vân Quế 13 đang ôm nụ luôn. Cây này là một cốt nha. Mã số 3 này Vân Quế 13 chỉ 35.000 thôi. Cây này là giá mềm nhất, nhỏ nhất trong cái lô ngày hôm nay. Qua mã số 4 nha. Mã số 4 là một em rồng vàng. Rồng vàng này màu khá đẹp nha cô chú anh chị, hổm rài màu mà hoa sứ màu vàng đang rất là hot lại. Đây, cành nhánh dài luôn, về có bo để ghép luôn hoặc là chiếc zin. Cây này phân 7 nhánh nha cô chú anh chị. Có nhánh này nó bị rớt là không tính nha. Mấy nhánh kia là 7 nhánh á. Đây, cái hoành cũ nó. Cái hoành cũ nó là khoảng 2 vòng tay mình ấp vô nha. Cây rồng vàng 70. Đây, chuẩn giống luôn nha. Tới cây số 5 là cây Beauty 60. 60 cành. Đây. Mấy cái bo này là chiếc zin là thoải mái luôn á. Beauty nha cô chú anh chị. Mấy cái bo này nó khá là, mấy cái cây này cái mắt ghép nó khá là lâu rồi. Con để giống nhưng mà nhiều quá thì con lại con bán bớt, tại vì nhiều giống quá con ghép nó cũng dư á. Cho nên bán bớt luôn nha. Mã số 6, số 6 là HK 1. HK này là một cái giống đạt giải. Đạt giải năm 2019 á, đạt giải hoa sứ á. Cây sứ hạt á. Cây sứ hạt HK đạt giải 3. Hình như là vào ngày 30 tháng 4 á, có thi hoa sứ á. Là cây này đạt giải 3 á. Hoa rất là đẹp luôn. Đây là cái nhánh đó nha. Cây này củ to luôn nha cô chú anh chị. Cây số 7 là cây Mỹ Kiều. Mỹ Kiều đây, cây số 7, mã số 7 Mỹ Kiều. Mấy cây này hầu như là cây nào cũng chiếc zin được hết á. Bo khá là dài. Mỹ Kiều, mã số 7, 70.000. Cái này có nhánh lên san hô nè. San hô nó xòe ra rất là đẹp nè. Cây số 8, Ý Xuân 50. Ý Xuân này cũng có thơm, mà thơm nhẹ nhẹ nha quý anh chị. Màu vàng, lên màu vàng rất là đẹp. Đây có 1, 2, 3, 4, 5 nhánh luôn. Lên được 5 nhánh, nếu mà chiếc zin là được 5 cây zin á.
cây số 9 là Phương Lam X5. Phương Lam X5 này 6 bo nha cô chú anh chị. Đây mã số 9 X5. X5 là Phương Lam 15 á. Hoa có sọc cũng rất là đẹp luôn. Mã số 10 chỉ 50 thôi. Cây này là cây Vĩnh Lộc 16. Cây này nó có vết nám nhẹ ở đây nha. Vết nám ở đây nè. Nhưng mà cây đã đảm bảo bao khỏe nha cô chú anh chị. Nám nhưng mà nó tróc da ra là coi như là nó liền da rồi á. Số 10 50. Hôm nay con có 10 cây, cô chú anh chị mà lựa chọn được cây nào thì cứ alo số điện thoại của con nha. Nếu mà ngày mai con có thời gian thì con sẽ tiếp tục lên 10 cây nữa. Hoa sứ là con đăng vào lúc 19 giờ hàng ngày nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn.